Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng có thể trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Lưu ý kẹo bên em là không kiểm, không xem hàng, em cảm thấy tin tưởng thì đặt hàng mà không tin tưởng có thể đi số khác. Bên em thì chuyên kẹo trì, kẹo đóng máy, kẹo trì nhập giá rẻ phục vụ anh em. Hàng thì nói chung là hàng bao đều, bao đẹp, bao chất lượng. Nói chung là quảng cáo như nào em sẽ gửi hàng cho em như vậy. Cam kết hàng đều, hàng đẹp, chất lượng luôn cho anh em. Thì có từ hàng Việt Nam đóng máy, hàng rẻ, hàng cao cấp đấy, hàng trung bình luôn, nói chung là đầy đủ tất cả mẫu mã từ A đến Z phục vụ anh em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một vài hàng kẹo mẫu hot nhất trên thị trường đấy. Mẫu hot nhất bên thị trường là anh em hiếm gặp đấy. Thứ nhất là em giới thiệu luôn cho anh em hàng lấm trước, xong đây là em sẽ giới thiệu chi tiết từng loại một cho anh em. Thứ nhất là hàng lấm bên nhà em, hàng lấm kẹo bên nhà em là hàng rẻ nhất bên nhà em, là 350.000 một ký. Hàng lấm này thì có từ 5.5 đến 6.35, hàng rẻ này chỉ có từ 5.5 đến 6.35 thôi nhé, còn hàng 4.5 không có. Và loại này thì chỉ bao test luôn cho anh em với cự ly là 450m thôi, xa hơn tùy thuộc theo cây củi của anh em. Loại này thì chất lượng thì chỉ bao được 450m thôi, xa hơn tùy thuộc cái cây cành của anh em. Loại này thì mềm, đều đẹp, chất lượng. Đấy, tất cả là váy 2 tầng. Đấy, tất cả là váy 2 tầng, hàng đỉnh luôn cho anh em. Thì thực tế thì quay như nào sẽ gửi hàng cho anh em như vậy, chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu luôn cho anh em nhé. Quay một kiểu gửi một kiểu, còn chất lượng của nó thì đảm bảo chuẩn luôn cho anh em. Chất lượng đảm bảo chuẩn. Đây, đều đẹp, không viêng, ổn định luôn cho anh em, 10 viên như một. Đấy, hàng loại này thì ổn định với tất cả mẫu cành, hợp với tất cả mẫu cành, từ cành Việt Nam kéo đến cành nhập. Thứ hai là em giới thiệu luôn cho anh em loại tầm trung hộp vàng. Tầm trung hộp vàng loại này thì bao test luôn cho anh em là 7-8-90m tùy theo cành. Thường thường hay là gọi là kẹo của anh Thắng Lợi. Đấy, loại này thì chất lượng của nó thì cực kỳ êm, ổn định luôn cho anh em. Loại này hiện tại em đang bán là 450.000 một ký, là em bao ship rồi. Đấy, loại này thì ổn định tất cả mẫu cành, từ cành Việt Nam kéo đến cành nhập. Đấy, từ dòng 6 đến 12 cương. Đấy, chất lượng của nó thì như trên quảng cáo. Có hàng loại này thì làm để lâu rồi nó sẽ màu như này, còn anh em làm mới làm ra thì nó sẽ màu sáng như này. Đấy, wow, đấy là em cho anh em phân biệt hai loại, còn tất cả là váy như nhau, chất kẹo như nhau, trì như nhau. Đấy, cái này là em thể để lâu rồi thì nó sẽ xuống màu như này. Đấy, còn này, anh em xem mua hàng thì phải biết và lưu ý những cái vấn đề như thế. Nhiều anh em sợ bảo là pha, không có từ pha đâu, 100 là trì lặng như này không pha được mấy cái gì cả. Anh em lưu ý cho em nhé, nhé. Chất lượng đảm bảo luôn cho anh em. Thứ hai là em tìm đến hàng hiếm và hàng hot. Hàng hiếm và hàng hot trên thị trường thì là hàng loại 4.5 sờ lung. 4.5 sờ lung thì không phải shop nào cũng bán, nhưng mà đến với nhà em thì nhà em cam kết là bán đầy đủ luôn cho anh em. Cái này thì nhiều anh em sợ hại khương hại cành, nhưng mà em cam kết luôn cho anh em hàng này là hàng trì dây. Đấy, trì nhập nên là không bao giờ sợ hại khương hại cành, tại vì cái móng tay mình còn mềm hơn cả cái khương tuyến. Đấy, thì em sẽ cứa này. Đấy, cứ phát là thành vết luôn, đấy, nên là anh em yên tâm không sợ. Loại này thì anh em chỉnh búa mới chỉnh áp lên cao hơn một tí là chơi rất chi là ổn định, chơi ổn định, chất lượng thì đảm bảo chuẩn luôn cho anh em. Đấy, chơi ổn định và chất lượng thì không phải nghĩ. Loại này thì bem sao toàn hơn 100m. Đấy, khách nhà em đã từng bem rồi. Đấy, trải nghiệm thử xem salon như nào. Đấy, đây là 4.5, 5.5, 5.2 rất chi nhiều rồi, anh em không phải nghĩ vấn đề đấy. Thứ hai là giới thiệu luôn cho anh em là salon 635. 635 để đảm bảo độ cân đối của viên kẹo thì em sẽ làm lõm váy lõm như lấm để cho anh em đi ổn định hơn, tại vì viên này nó nặng thì mình sẽ hạ xuống GD nó sẽ nhẹ hơn một tí. Thì loại này thì chất lượng của nó thì đảm bảo chuẩn luôn, bem hơn 100m, ưu tiên cành 6 và 8 khương và nhiều hương khương hơn, hơi khó, can chỉnh hơi khó, là anh em lưu ý cho em như vậy. Đấy, thì quay sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng này trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng, em cảm thấy tin tưởng thì đặt hàng, không tin tưởng có thể đi xúc phát. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.